chọn nhạc vào của chương trình là Phương Hiếu cực kỳ hân hoan và háo hức vì được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Thông Gia Song Đấu. Để xem ngày hôm nay người chơi chính của chương trình có tìm được mảnh ghép tình yêu của mình hay không. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón đại diện các gia đình người chơi đến với chương trình ngày hôm nay. Gia đình số 1, mẹ Ngọc Nga, con Bảo Ngân, mẹ nhiệt tình, con đảm đang. Gia đình số 2, mẹ Hồng Gấm, con Thu Phương, mẹ vui vẻ, con nhiều năng lượng. Gia đình số 3, ba Cảnh Thông, con Tường Vi, ba Điềm Đạm, con tình cảm. Gia đình số 4, mẹ Ánh Hồng, con Bình Minh, mẹ dịu dàng, con tâm lý. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, rất cảm ơn các cô chú đã có mặt ở đây để cùng tham gia vào chương trình Thông Gia Song Đấu. Và dĩ nhiên rồi, Phương Hiếu sẽ chúc cho các cô chú sẽ tìm được một mảnh ghép còn lại cho con cháu nhà mình nha. Một tràng vỗ tay chào đón cô chú đến với chương trình. Thưa quý vị, đó là đại diện của các gia đình cùng đến đây để tìm kiếm tình yêu cho con cháu của mình. Nhân vật chính ngày hôm nay là ai? Là nam hay là nữ? Thì ngay bây giờ mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình để cùng chào đón bạn ấy. Xin mời. Thái Minh Tâm. Thái Minh Tâm, chàng trai 24 tuổi, sở hữu vẻ ngoài thanh tú, hàng chân mày nam tính cùng ánh mắt làm mê mẩn những kẻ si tình, đôi môi trái tim quyến rũ người đối diện. Với ngoại hình soái ca này, Minh Tâm đã làm xao xuyến bao cô gái chỉ với cái nhìn đầu tiên. Hiện tại, anh chàng điển trai này đang là điều hành du lịch, dẫn khách tham quan đi mọi miền đất nước Việt Nam xinh đẹp. Cố gắng nỗ lực trong những năm tháng thanh xuân, năm 2018, Minh Tâm lọt vào top đầu hướng dẫn viên tài năng SCU, giải 3 cuộc thi âm nhạc dân tộc Đại học Sài Gòn năm 2017. Với ngoại hình sáng cùng giọng nói trầm ấm, hiện nay Minh Tâm cũng là một trong những gương mặt MC triển vọng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình. Nhìn vào anh chàng này, ít ai biết rằng anh đã trải qua những mối tình không mấy suôn sẻ, dù đã nhiều lần đánh cược con tim của mình cho người yêu. Đến thời điểm hiện tại, Minh Tâm vẫn duy trì quan điểm sống là đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn đã có lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Những cô gái còn đang cô đơn ơi, bạn có biết Minh Tâm mang ý nghĩa gì không? Chính là một chàng trai sở hữu trái tim trong sáng đấy. Hãy đến chinh phục anh ấy và kết đôi cùng anh chàng tuyệt vời này nào. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã biết ngày hôm nay người chơi chính sẽ là một nam nhân chẳng những giỏi giang mà bên cạnh đó còn đa tài nữa. Hãy cùng chào đón bạn Thái Minh Tâm. Rồi, chào em. Chào anh. Thật ra mà nói nha, hôm nay có lẽ là một trong những buổi tối thứ bảy mà Phương Hiếu sẽ được phép nói ít hơn chút xíu. Tại vì làm MC nữa, phải không? Bên cạnh đó còn làm du lịch nữa. Anh phải cho em nói lời chào với khán giả đầu tiên rồi, mời Tâm. Đầu tiên thì em xin phép chào anh Phương Hiếu, cũng như là chào bốn cô chú, cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi ở chương trình Qua Màn Ảnh Nhỏ và cũng như là tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Dạ. Thật ra nha, cái cảm xúc của mình như thế nào khi mình đến một sân khấu lớn như thế này để tìm kiếm mảnh ghép tình yêu, và đặc biệt đó, trải qua những mối tình như vậy
nó mang đến cho em cái định nghĩa như thế nào về tình yêu đôi lứa? À, và định nghĩa tình yêu của em á thì cũng đơn giản lắm. Em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cũng như là tìm một cái điểm chung, điểm giao nhau nào đó và cùng nhau chia sẻ trong cuộc sống, công việc và cũng như là tâm tư tình cảm của mình là. Nhưng mà tại sao mình có một cái quan điểm về tình yêu đơn giản như vậy mà đến bây giờ mình vẫn còn độc thân? Thật sự thì em nghĩ là đơn giản quá thì cũng hơi khó để đúng. Tìm một nửa dành cho bản thân của mình. Đơn giản quá thì đôi khi nó hơi đơn sơ, dạ, đúng không? Dạ, mà tình yêu thì nó cần đâu đó có những cái trường đoạn mình phải làm dày đặc lên những cái mối quan hệ cảm xúc và mình gắn bó nó nhiều hơn. Dạ. Hy vọng rằng là với những mối tình trước, em có nhiều mối tình trước không ta? Em thì cũng có vắt vai một vài mối tình. Vắt vai một vài cũng có thể là hai, cũng có thể là vài chục. Không tới vài chục đâu anh. À hả? Dạ. Thật sự thì từ trước đến giờ thì nếu mà đi chính thức á, thì em có hai mối tình. Nghĩa là có những mối tình không chính thức nữa hả cưng? Dạ, ý của em không phải vậy đâu. Nghĩa là thật sự là lúc đó chỉ là tìm hiểu thôi. Còn cái mối tình em nói chính thức ở đây là nghĩa là nó sâu đậm á. Thật ra là đàn ông hay quen miệng vậy á, đàn ông chúng tôi hay quen miệng là kiểu như là chính thức là như vậy, còn không chính thức không phải là quen ngoài luồng mà là đang tìm hiểu, đúng không? Cũng giống như các cô gái thôi, các cô cũng hay tìm hiểu vài ba anh một lượt rồi mới chốt đơn một anh, phải không? Thưa quý vị, cái gì mà đơn giản thì trong cái đơn giản nó có những cái trúc trắc lắm. Và đó chính là lý do mà Thái Minh Tâm đến giờ vẫn còn độc thân. Hy vọng ngày hôm nay sẽ tìm được mảnh ghép cho Thái Minh Tâm. Dạ. Hôm nay em đến đây với ai thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón gia đình của mình nhé. Dạ. Xin mời gia đình của Thái Minh Tâm ạ. Chào đại gia đình của Thái Minh Tâm. Phương Hiếu rất vui được gặp đại gia đình của Thái Minh Tâm ở đây. Bây giờ mình giới thiệu nhé. Dạ, xin mời vị đứng giữa ạ. Xin chào MC Phương Hiếu. Xin chào bố anh chị thông gia tương lai. Dạ. Yeah. Tôi tên là Thân Thị Khương. Tôi ở Bình Định. Mình là mẹ của Tâm. Dạ. Rồi, bây giờ đây, xin mời giới thiệu. Em chào anh Phương Hiếu và em xin chào bốn gia đình thông gia tương lai ạ. Em là Gia Luân, là bạn đồng nghiệp của Minh Tâm ạ. Vâng ạ. Còn cô gái còn lại là gì với Tâm? Em tên là An Như và em đến từ Quảng Nam. Hiện tại thì em đang làm công việc của một voice talent và cũng là một người em chơi rất là thân với anh Minh Tâm. Vậy thì hỏi câu cuối chốt sổ lại ở mẹ. Mẹ mong muốn cô con dâu tương lai của mình sẽ là một cô gái như thế nào thưa mẹ? Mình mong muốn cô dâu tương lai của mình là một người phụ nữ biết dung dáng cho gia đình và dạ, sống tình cảm. Đơn giản như vậy, đúng không? Rõ ràng thưa quý vị, người ta thường nói phụ nữ trong gia đình là hậu phương vững chắc. Mà để là hậu phương vững chắc thì cái sự vung vén cho gia đình của mình là điều không thể nào thiếu trong mỗi gia đình. Chúc cho gia đình của mình sẽ tư vấn và đặc biệt đưa ra những quyết định sáng suốt nhất để giúp cho em Tâm tìm được mảnh ghép tình yêu nha. Và thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Hy vọng quý vị cũng đã sẵn sàng để đến với những vòng cực kỳ hấp dẫn, nhiều cảm xúc của thông gia song đấu. Mời gia đình chúng ta về vị trí để bắt đầu vòng đầu tiên của chương trình. Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi bốn vị phụ huynh của nhà gái lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về bốn người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình chàng trai sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết bốn lời chia sẻ, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Ngay bây giờ chúng ta cùng làm quen với lần lượt từng gia đình nhà gái. Mời gia đình số 1 giới thiệu về mình ạ. Xin chào Minh Hiếu và xin chào toàn thể các chị em trên trường quay. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Nga và sinh ra là cháu của Ngọc Bảo Ngân. Và tôi sinh sống ở quận 6. Dạ, chào đón gia đình mình đến với chương trình. Dạ, xin mời gia đình số 2 giới thiệu về mình ạ. Tôi tên là Phan Thị Hồng Gấm, đến từ Hóc Môn. Con gái tôi là Happy Polly. Giống như là cái nghệ danh vậy đó, đúng không? Hay là có điều gì ẩn chứa, chút nữa mình sẽ khai thác tiếp. Dạ. Mời gia đình số 3 sẽ giới thiệu về mình và con gái của mình. Dạ, xin mời. Chào gia đình bên đàn trai. Xin chào MC Minh Hiếu. Tôi tên là Quỳnh Cảnh Thông.
Tôi ở thành phố Thủ Đức. Con gái tôi là Tường Vi, năm nay 27 tuổi. Còn lại gia đình số 4, dạ xin mời cô. Dạ xin chào MC, xin chào gia đình tham gia tương lai. Tôi tên là Đặng Ánh Hồng, tôi đến từ quận 7, con gái tôi là Nguyễn Đặng Bình Minh. Mỗi gia đình chúng ta dễ dàng nhận thấy là có mỗi màu sắc nè. Cái cá tính đặc biệt là giới thiệu về con mình cũng khá là tự tin nữa. Để xem ngay bây giờ đây, từng gia đình sẽ có quyết định lựa chọn cử chỉ yêu thương như thế nào. Hiếu xin mời gia đình số 1, mời cô di chuyển ra vị trí để thực hiện hành động dễ thương mô tả về con gái của mình. Dễ thương quá. Cô đã bắt đầu những bước đi đầu tiên, là cô đã bắt đầu diễn rồi và thể hiện hành động rồi. Và Hiếu thấy là mình nhìn thấy cái hành động đó thì mình cảm nhận về cái thao tác gì ạ? Em thấy là giống như là mình đang pha cà phê đúng không ạ? Pha cà phê. Giống như là mình bê bỏ cái ly trên cái khay để bê đi á. Dạ. Dạ, còn em thì thấy giống như là đang phơi, đang rang và xay cà phê vậy. Rang và xay, dạ. Đúng không? Mà lần đầu tiên anh Hiếu mới thấy cái người rang và xay cà phê mà đi lững thững vậy luôn á. Kiểu như có máy di động luôn á. Em nghĩ là chắc là cô ấy rất là yêu đời. Còn em nghĩ như thế nào? Em thấy cái động tác này em tưởng tượng ăn cơm á anh. Và cơm á. Hồi nãy có cái như vậy nữa. Có như vậy nữa. Cũng là một hành động rất là dễ thương, phải không? Ngay bây giờ mình xem là mẹ, vì sao mẹ lại diễn tả hành động đó để mô tả về con gái của mình. Và đặc biệt, mẹ hãy cho chúng tôi biết những điều mẹ tự hào về con gái. Trong mắt của mẹ, con gái của mẹ là người như thế nào? Để mẹ xem con mình là số 1. Mời mẹ. Con gái tôi, nó là một đứa rất là dễ thương và tôi rất là tự hào. Cháu là một cô chủ của một trái cây nhỏ nhỏ và còn lại có một cái tiệm cà phê nhỏ nữa ở ngay bên cạnh. Vậy mình nói đúng. Thế là cháu có thể pha chế được cà phê và cà phê sạch là của gia đình. Với mẹ thì con gái của mẹ, trong mắt mẹ là cô con gái như thế nào đối với những cô con gái khác? Rất là chăm chỉ và dễ thương, dạ, luôn luôn lúc nào cũng là chăm cho gia đình. Đó là những chia sẻ để cho thấy rằng đúng là tại vì sao gia đình số 1 tự hào về con gái của mình. Và trong mắt của gia đình số 1, con gái của mình là số 1, phải không mẹ? Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Hơi e ngại cho ba gia đình còn lại nha. Không biết là mẹ gia đình số 2 sẽ diễn tả về con gái của mình như thế nào đây. Mời mẹ bước ra sân khấu để thực hiện hành động đáng yêu mô tả về con gái của mình. Mời mẹ. Nhịp điệu nhịp ta chặt chà. Tò mò nha. Theo mình thì mình nghĩ là cô bên đó là giống như là thuộc đoạn mà một người diễn viên gì đó, diễn viên múa chẳng hạn. À cũng có thể, tại vì những hành động rất là uyển chuyển. Đúng rồi. Yeah. Yêu thích múa, yêu thích thể hiện vui vẻ, cái tính vui vẻ. Dạ em thì em thấy đầu tiên thì thấy cô thì em nghĩ ngay đến chị là sẽ là một người rất là vui vẻ bởi vì nụ cười của cô rất là và tươi dễ tăng. Thương. Dạ. Đúng không? Rất là đặc biệt dễ thương và nhí nhảnh giống như mẹ. Dạ. Cảm ơn mẹ đã mang đến một hành động rất là dễ thương. Nhưng bây giờ mọi ánh mắt từ nhà trai đang hướng về phía mẹ. Mẹ hãy cho biết vì sao mẹ chọn hành động đó để diễn tả về con gái của mình. Và vì sao con gái của mẹ là số 1 trong mắt mẹ? Những điều mẹ tự hào là gì? Xin mời mẹ giới thiệu ạ. Con gái tôi rất dễ thương, cao và to. Cao và to, cao và to. Lúc nào cũng vui vẻ và có niềm đam mê với sân khấu. Có trái tim rất là yêu thương mọi người. Lúc nào cũng tỏa một cái năng lượng tích cực đến cho mọi người. Thậm chí là ngày nào cũng được vui vẻ hết luôn á.
đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn mẹ và chúc mừng mẹ có cô con gái dễ thương như vậy. Dạ. Bây giờ vị phụ huynh đẹp trai nhất trong vàng nhà gái. Chào chú, mời chú ra vị trí để làm một hành động dễ thương mô tả về con gái nhà mình nhé. Dạ xin mời chú ạ. À. Chạy chạy chạy. À. Canh xe canh xe. Không có ăn trộm đi vô. Thắc mắc không nhớ khóa xe. Kiếm chìa khóa xe. Không có chìa khóa xe. Phát hiện ra là à mình chưa mua xe. Dạ xong rồi hả chú? Ủa? Hồi nãy con minh họa cho cái diễn xuất của chú đó, không biết có đúng hay không, nhưng mà dường như đúng là đi ra nhìn ngó cái gì đó. Còn cảm giác nào khác không? Em thấy là hình như có một chút xíu hơi hậu đậu phải không ạ? Có nghĩa là đâu đó nhớ nhớ quên quên. Tưởng là à, mình nhớ như vậy mà ra tới. À nhưng không phải. Nhưng mà em thấy hậu đậu cũng đôi khi là một cái duyên của một người phụ nữ. Cũng là một cái duyên. Đôi khi người con gái tỏ ra hậu đậu cũng là một cách để giữ người đàn ông bên cạnh đó. Mẹ đang rất là hoang mang. Hoang mang mẹ không biết luôn đúng không? Thật sự rất là hoang mang luôn á. Mẹ có bị ảnh hưởng bởi câu chuyện có xe và mất xe không ạ? Cảm giác như con bé bên đây nó ngây ngô sao ấy. Ngây ngô, một chút xíu ngây ngô. Dạ, một chút xíu sự dễ thương. Và có vẻ là em cảm nhận được từ chú là chị này có vẻ sẽ rất là hiền. Bởi vì chú cũng có, đúng. Có cái... Dạ. Đúng, anh cũng cảm nhận vậy luôn á. Cái sự hiền lành nó toát ra từ vẻ mặt của chú và cái hành động của chú thể hiện về con gái của mình. Vậy là mừng quá. Chú có một cô con gái theo mô tả những gì mình nhìn nhận thì có vẻ hiền. Dạ, nhưng mà em nghĩ là em hiền rồi thì... Người bạn đời của em thì nên giữ hơn một xíu. Hai người hiền về chung nhà thì nhiều khi bị ăn hiếp anh. Ai ăn hiếp ai chứ? Bị người khác ăn hiếp. Bị người khác ăn hiếp cả hai vợ chồng. Cả hai vợ chồng. Em lo sao á. Bây giờ để nghe chú giải thích nha. Nghe chú giải thích vì sao chú chọn hành động đó để mô tả về con gái của mình. Và con gái của chú có thật sự quá hiền giống như nhà trai đang nhận định hay không? Mình gỡ gạc lại nha chú. Con gái chú á làm về sale kinh doanh bất động sản. À. Chạy tới chạy lui. Công chuyện nó bề bộn lắm. Dạ. Nhưng mà con gái chú á được cái là dốc dáng nó thì là tuyệt vời. Oh. Trắng trẻo, tóc dài, thước tha. Dù công việc bề bộn nhưng vẫn là cũng hơi điệu đà chút xíu. Nghĩa là chăm sóc cũng chăm sóc bản thân. Dạ. Giao tiếp là người ta rất là thương mến, cũng hay làm việc thiện, rồi mong ước sao mà có khả năng để lo cho gia đình, cho cha mẹ và cho những người thân của mình, những người thân thương của mình. Thiệt nghe chú kể thôi mà con hạnh phúc lây. Gia đình mình chỉ cần có vậy thôi phải không chú? Đó chính là sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Và đặc biệt là con về nhà quan tâm thăm hỏi ba mẹ là điều quan trọng, không cần làm gì cao sang đâu, chỉ cần cái sự quan tâm chân thành đó thôi. Hôm nay kiểu như em trúng số á, ba cô con gái được giới thiệu qua ba vị phụ huynh đều là người yêu thương gia đình, quan tâm chăm lo. Cái hành động của chú làm lúc nãy không phải là cái gì lơ ngơ đâu nha, mà là đi coi đất. Những cô nàng làm về bất động sản mà dẫn khách đi coi đất là lanh lắm nha, không hiền đâu nha. Em nghĩ là chắc là sẽ lanh hơn em luôn. Lanh và chỉnh chu kỹ lưỡng con số rồi này nọ là nắm trong tay hết. Và rất là chủ động đúng không? Đúng rồi, một mét vuông đất mà nhân lên bao nhiêu mét vuông, nhiêu tiền đơn giá là ra rất rẻ, không bao giờ sai số, phải không chú? Đúng rồi. Dạ, rất là tuyệt vời, một tràng vỗ tay cho con gái của chú. Mẹ gia đình số 4, con lo quá, ba nhà kia, con gái ngon lành. Bây giờ mẹ phải chọn cái hành động nào dễ thương nhất để diễn tả về con gái của mình, nha mẹ. Mẹ cố lên nha. Hết rồi hả mẹ? Đầu tiên phải ghi nhận là em lễ phép, đúng không? Em lễ phép.
Và cái thứ hai nữa là em là người bận rộn nha, vừa nghe điện thoại và vừa phải ghi chép lại. Em thấy rất là một nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng á. Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng và một vị trí rất là quan trọng, ví dụ như là ở vị trí nhận những cuộc gọi và chăm sóc các cuộc gọi đó và ghi chú rất là tỉ mỉ những cái thông tin mà khách hàng đưa tới, và đặc biệt là rất là tận tình. Bạn biết kiểm soát cảm xúc, dùng đúng nơi đúng lúc. Dạ, em thì cảm nhận chị này sẽ là một người rất là khéo ăn nói và sẽ rất là duyên dáng. Và em là nghĩ ngay đến một cái nghề nghiệp đó chính là lễ tân. Cũng có thể ha. Lễ tân nghe điện thoại và luôn luôn cúi đầu dạ thưa, rất là lễ phép. Chắc là mẹ nãy giờ nghe nhà trai bàn luận về cái hành động dễ thương của mình rồi. Bây giờ là lúc mẹ sẽ lên tiếng vì sao mẹ dùng những hành động đó để diễn tả về con gái của mình. Con gái tôi là Nguyễn Đặng Bình Minh. Nghề nghiệp của con gái tôi là nhân viên tư vấn khách hàng. Con gái tôi là có mái tóc dài, cái thân hình không được như là người mẫu nhưng mà cũng tạm ok. Rất là quan tâm đến mọi người, nhất là luôn có một câu thần chú trong người là khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế. Kiểu, mẹ biết không? Mẹ nói điều này ra chắc nhiều bạn làm nhân viên tư vấn khách hàng á, hiểu lắm. Khách hàng là thượng đế. Còn gì về con gái mà mẹ tự hào nữa không ạ? Tự hào là con gái tôi là rất quan tâm đến gia đình, tìm hiểu là xem ba thích cái gì, mẹ thích cái gì, và thời gian rảnh rỗi, nhất là ngày chủ nhật là thường tự mình đi nấu những món ăn cho cha mẹ thích. Dạ. Còn làm phần lương thì trích ra một phần để mà giúp đỡ những người mình gặp hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Có cái kỷ niệm nào hay cái cảm xúc nào mà mẹ nhớ hoài về con gái mình không? Thì nhiều lắm, nhưng mà đều trong cái mùa dịch là con gái tôi đi xa quá, cách xa nhau 4 tháng, đi về rất là thương. Con gái tôi ôm chầm lấy tôi, ôm chầm lấy ba mà khóc. Con rất là nhớ ba mẹ. Lúc là do gia đình mình không có được gặp nhau do dịch đó hả cô? Bé cháu rất là tình cảm, mặc dù trong công việc cũng rất là mạnh mẽ. Thật sự nha, cái thời gian mà giãn cách của mọi người là một thời gian rất là kinh khủng. Và nó khiến ra chúng ta cảm nhận được rằng là cái quan trọng ở trên cuộc đời này không phải là vật chất, mà chính là còn nhau mới còn tất cả. Chỉ cần còn nhau thôi, mọi thứ chúng ta cùng cố gắng, cùng đồng lòng, cùng làm lên được. Chứ nếu mà mất nhau rồi thì mới là mất tất cả. Và rất mong là tất cả chúng ta còn ngồi đây, Việt Nam cũng đã đồng lòng để vượt qua đại dịch, để rồi thì mọi người gặp nhau, san sẻ cho nhau những niềm yêu thương và những nỗi nhớ nhung. Hiếu sẽ được chia sẻ những nỗi lòng mà cô vừa kể ra về con của mình. Và chắc chắn rồi, Hiếu tin chắc trong mắt của cô, con gái của mình là số 1, phải không cô? Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn ạ. Bây giờ cái khó mới đổ dồn cho nhà trai nè. Bây giờ là gia đình mình, hãy cân đo đong đếm làm sao thật kỹ để đưa ra quyết định. Thời gian để gia đình nhà trai hội ý xin được phép bắt đầu. Mẹ gia đình nhà trai hãy cho chúng tôi biết, chúng ta muốn dừng cuộc chơi đối với gia đình số mấy? Tôi muốn dừng cuộc chơi ở gia đình số... gia đình số 3. Số 3. Chắc chắn là chúng tôi đang đợi lý do vì sao mẹ lựa chọn như vậy. Thật sự, nói chung là bên đây cũng rất mến bé bên đó. Nhưng mà với công việc của bé bên đó
thì bé sẽ năng nổ và lăn lộn bên ngoài xã hội rất là nhiều. Trải qua cái thời gian dịch vừa qua đó, nói chung là mình cần một mái ấm nhiều hơn, không muốn sự mà nhớ lại công, tính chất công việc của con trai tôi á là thường xuyên xa nhà, mà bé bên đó lại lúc nào cũng lăn lộn bên ngoài xã hội, như vậy thì thật là đáng tiếc lắm. Tại vì cuộc đời mình á không thể nói trước được điều gì hết trơn á. Tôi rất mong người con dâu tôi chọn ít nhiều gì sẽ dành một phần nào đó cho gia đình. Thật ra có lẽ cái quyết định này ảnh hưởng nhiều bởi cái công việc hay đi đây đi đó của em. Nhưng mà rõ ràng đó cũng là một công việc thôi ạ. Và hết giờ làm thì mình cũng về nhà thôi ạ. Đồng ý là đi ra ngoài thiệt, đi rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà vẫn nhớ về gia đình, vẫn về tới gia đình, vẫn lo cho gia đình đầy đủ. Nếu mà trong một mối quan hệ, đặc biệt là một gia đình, mà một trong hai người đi ở bên ngoài nhiều, để một người ở nhà chỉ chăm lo cho gia đình thì thiệt cho người ở nhà quá. Đúng là con biết là cô cũng mong muốn có một cô con dâu ở nhà. Thậm chí con dâu về nhà mình cũng là con gái của mình, ở nhà để gần gũi với cô. Cái mong mỏi của cô là đúng, không có gì sai. Và cũng rất tiếc là gia đình số 3 của mình là gia đình đã bị buộc dừng cuộc chơi rồi. Nhưng mà ngay bây giờ đây, chúng ta cùng xem khi con gái cưng của gia đình số 3 xuất hiện tại sân khấu có làm chúng ta ngỡ ngàng về vẻ ngoài, sự lanh lợi cũng như những điều mà em chia sẻ hay không. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với cô con gái cưng của gia đình số 3. Xin mời. Ôi dễ thương quá. Câu con bạn nè, dễ thương không? Xứng đáng được ở lại không? Xứng đáng có 10 người yêu không? Những lời nói như một cái nhắc nhẹ cho gia đình nhà trai. Khi mà chúng ta đã loại nghe một cô gái dễ thương như vậy, em nghĩ gì về quyết định của gia đình nhà trai dừng cuộc chơi đối với gia đình mình? Em có đồng ý với quyết định đó hay không? Hay em nghĩ sao? Em cảm thấy là em rất là thích anh Tâm. Em thấy anh Tâm với em có rất là nhiều điểm chung, cũng hòa hợp với nhau nữa. Tại toàn là những người cùng là làm việc rồi giao tiếp ngoài xã hội. Em rất là thích như vậy, nhưng mà em bị loại sớm quá. Em cảm thấy em rất là tiếc à. Em không tức luôn á hả? Em có tức miếng nào không thiệt? Em buồn. Buồn hả? Dạ. Mỗi lần em buồn thì em làm gì? Em chỉ ngậm ngùi thôi, chứ không biết làm tội sao nghiệp con hết. Gái ta không, mỗi lần buồn là chỉ ngậm ngùi chứ không biết làm sao hết trơn. Trời ôi đất ơi, xứng đáng con chục người yêu nha em nha. Thiệt mẹ ơi, mẹ rất là dịu dàng, rất là đáng yêu, đúng mẫu phụ nữ của gia đình mà mẹ đang tìm kiếm luôn á. Và đặc biệt là thích con trai của mẹ nữa, nhưng rất tiếc mẹ đã loại mất tiêu rồi. Mẹ thấy sao ạ? Khi mà thấy em xuất hiện ở đây, mẹ có thay đổi quan điểm, thay đổi suy nghĩ gì không? Mẹ có thể lọ nhưng mà vẫn còn Tâm mà, đúng không con? Ủa? Kiểu mẹ đẩy thuyền luôn á. Tại vì bây giờ khi mà gặp chị thì mẹ đang rất là tiếc ạ. Đúng không? Tiếc. Còn cái anh bạn kế bên thì sao, có tiếc cho Tâm không? Em thấy bạn gái rất là xinh, rất là dễ thương và... nói chuyện rất là lịch sự, lễ phép. Và đặc biệt là cũng thích Tâm ngay từ đầu, đúng không ạ? Dạ. Thể hiện liền. Có ai con gái người ta nũng nịu nhỏ về vậy mà ra nói em ra em cũng thích anh Tâm, cũng thấy công việc của anh Tâm hợp với em, ABCD này nọ. Con gái ta mạnh mẽ như vậy rồi, còn Tâm? Lần đầu tiên thì anh cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay và cũng như là dành tình cảm cho anh. Thì lúc mà em từ bên trong em bước ra thì
em chiếm trọn một phần nào đó trong ánh mắt của anh rồi. Thì giống như là em nói công việc của mình cũng khá phù hợp với nhau, thì anh thấy chính xác cái quyết định vừa rồi thì là quyết định của hội đồng người thân. Thì anh cũng không được đưa ra cái ý kiến của mình, thì hiện tại thì con chỉ mong má suy nghĩ kỹ thôi. Thật sự thì con cũng có cảm tình dành cho em. Cảm ơn anh. Có một đặc quyền cho các người chơi chính trong suốt 3 vòng của chương trình là chúng ta sẽ sử dụng đặc quyền đó để thương thảo với gia đình, thuyết phục gia đình của mình cho phép không loại người mà gia đình đã lựa chọn loại. Con với bạn, chẳng hạn một người bạn tương lai, bạn đời mà cũng có bận rộn công việc như con thì cũng có thể sẽ có trường hợp đó, nhưng mà con nghĩ thì không ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống gia đình mình nhiều đâu. Bởi vì con là một người sống tình cảm thì con cũng hy vọng cái người bạn gái cũng như là người con dâu của má sau này sống tình cảm. Thì khi mà hai người sống tình cảm với nhau thì chắc hẳn thì sẽ dành một cái khoảng thời gian dành cho gia đình của mình, dù công việc bận rộn như thế nào đi chăng nữa. Thì con nhìn thấy ở em có cái sự chân thành cũng như là quan tâm đến gia đình. Má, em đã năn nỉ má như vậy rồi, má có đồng ý không loại để giữ cô con gái của gia đình số 3 lại không má? Nhưng mà trước khi má đưa ra ý kiến á, cho phép anh hỏi em một tí xíu. Đó là gia đình của bác gái là một gia đình mình tạm gọi là hai người con đều đi xa cho công việc và đang cần một người phụ nữ ở nhà. Như vậy thì em có chấp nhận đánh đổi cái khoảng thời gian công việc của em với cái gia đình riêng này không? Và đặc biệt là bác hiện tại đang ở miền ngoài khá xa với lại nơi mà chúng ta làm việc và sinh sống, thì em sẽ suy nghĩ như thế nào? Em xin phép trả lời câu hỏi của anh. Là em thấy là phụ nữ bây giờ ngày nay đã hiện đại hơn trước rất là nhiều. Em nghĩ là việc mà xây tổ ấm với lại việc giữ ấm là cùng là hai phía, cùng là người vợ và người chồng đều cùng nhau cùng xây tổ ấm và cùng giữ tổ ấm đó. Nếu như đó là điều kiện, em có chấp nhận đánh đổi vì tình cảm của mình mà giảm bớt công việc lại chỉ để ở nhà, dành nhiều thời gian hơn ở nhà hay không? Dạ, em không đồng ý như vậy ạ. Em không đồng ý như là không đồng ý hoàn toàn, hay là em chấp nhận giảm thời lượng công việc lại để dành nhiều thời gian hơn ở nhà, hay là em không chấp nhận không dành nhiều thời gian ở nhà mà chỉ dành cho công việc của mình như trước giờ? Tại vì bây giờ công việc của em hiện tại là tần suất làm việc nó đã rất là nhiều rồi. Em vẫn phải tập trung vào công việc. Và em rất là mong muốn nếu mà một người bạn trai của em á, là cũng thông cảm, cũng yêu thương và cũng hỗ trợ với em. Bây giờ mà áp lực quá vào công việc gia đình nữa thì em cảm thấy em sẽ rất là áp lực. Nhiều khi mình cũng hơi bị nghẹt thở trong cuộc sống này, đúng không? Tại vì thưa mẹ, đúng là hiểu mẹ mong muốn tìm kiếm một mẫu phụ nữ đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng mà thời hiện đại rồi, có thể là đàn ông và đàn bà cùng nhau xây nhà và cũng cùng nhau xây tổ ấm nữa. Nếu mà em đây chịu dành một ít quỹ thời gian thêm cho gia đình của mình thì con trai của mẹ cũng có đồng ý dành một ít quỹ thời gian thêm cho gia đình hay không? Từ hai phía, một bên nhường một bên nhịn một chút thì nó sẽ hợp lý hơn chứ ạ. Có nghĩa là ở đây á, thằng bác cũng không có yêu cầu gì quá cao, chỉ cần con dành một chút xíu, cho rồi. Gia đình hai đứa có thể bổ trợ cho nhau để dung dáng cái gia đình đó ngày một tốt hơn, chứ không thể nào lúc nào có cũng mãi miết công việc vùi đầu bên ngoài. Thì có những ngày nghỉ vợ chồng có thể cùng nhau vào bếp để nấu những bữa cơm hay là vui đùa cùng nhau, chứ không phải lúc nào cứ là phụ nữ là cứ phải vào bếp. Dành một chút xíu thời gian cho gia đình không quá đáng, đúng không con? Dạ. Nghĩa là mẹ xin thêm á, mẹ xin thêm thời gian dành cho gia đình thì được không em? Dạ được ạ. Được hả? Vậy thì bây giờ mẹ ơi, khi mà mẹ giải bài thêm, mẹ phân tích kỹ á, thì con dâu tương lai của mẹ, dạ được mẹ rồi đó. Ý của mẹ làm sao, mẹ có chấp nhận không loại em hay không thưa mẹ? Dĩ nhiên nếu cô gái này được gia đình giữ lại và không loại, nghiễm nhiên bắt buộc một trong ba gia đình còn lại sẽ phải dừng cuộc chơi. Cho nên hy vọng mẹ hết sức cân nhắc. Vậy bây giờ Hiếu xin được phép hỏi, mẹ có đồng ý giữ cô gái này lại hay không?
Quyết định của mẹ là mẹ đồng ý. Xin chúc mừng. Cảm xúc của mình như thế nào? Dạ, em cảm thấy rất là vui. Em thấy đây là một cơ hội. Cảm ơn bác ạ. Cảm ơn gia đình ạ. Vâng, bây giờ mới hồi hộp nè. Đã giữ lại cô con gái của gia đình số 3. Bây giờ hãy cho Phương Hiếu biết ngay cô gái tiếp theo mà gia đình buộc phải dừng cuộc chơi là gia đình số mấy trong ba gia đình còn lại. Chọn gia đình số 4. Gia đình số 4. Ồ. Tại vì sao ạ? Nói chung á, gia đình nào thì mới đầu mẹ cũng thích hết á. Nhưng mà cái thời gian, cái quỹ đạo thời gian thì gia đình số 4 không phù hợp lắm. Họ nhà trai đã chia sẻ lúc nãy rồi, có hai gia đình lọt vào tầm ngắm là vì quỹ thời gian không còn nhiều, thì đó chính là gia đình số 3 và gia đình số 4. Và bây giờ lựa chọn đã đưa ra dừng cuộc chơi đối với gia đình số 4. Rất tiếc. Mẹ của gia đình số 4 ơi, mình nghĩ sao về quyết định này ạ? Cái này chắc chữ duyên chưa tới với con gái của tôi. Dạ. MC ơi, nên thôi thì tùy duyên, còn này là không đủ duyên nên thôi. Dạ cảm ơn thông gia tương lai mà bây giờ là không còn là tương lai nữa. Dạ. Mình dừng cuộc chơi ở đây nhưng mà tôi cũng rất lấy làm tiếc. Tại vì ban đầu bên gia đình thông gia bên kia cũng có cái ấn tượng tốt về gia đình ở bên này với con gái của tôi. Nhưng mà đúng là chưa đủ duyên nên... Tiếc quá phải không ạ? Thưa quý vị, rất tiếc thưa quý vị. Nhưng đó là quy định của chương trình và quyết định rất là khó khăn, Hiếu tin từ phía gia đình nhà trai. Bây giờ hãy cùng xem cô con gái của gia đình số 4 xuất hiện tại đây có mang thêm niềm tiếc nuối cho tất cả chúng ta hay không? Mời con gái của gia đình số 4 xuất hiện tại sân khấu ạ. Phép em chào anh, em chào quý vị khán giả, chào nhà bên trai, dạ chào tất cả quý vị, em chào mẹ. Dễ thương quá. Nói chung là cái nào giống như mẹ em nói, cái nào cũng là duyên số hết trơn á. Cuộc sống mình không có thể nào biết trước được. Không sao hết cô, tất cả cái gì khi mà mình còn sửa được, mình còn thay đổi được thì mình cứ thay đổi. Và đúng là cô nàng trực tổng đài viên chuyên nghiệp phải không ạ? Không có nổi nóng. Chúc cho em có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Và đặc biệt là mình sẽ tìm được một nửa mảnh ghép thấu hiểu mình và dành trọn tình cảm cho mình. Dạ mời cô xuống sân khấu ạ. Lúc này chắc là hội nhà trai cũng muốn nói điều gì đó với em khi mà em xuất hiện với những chia sẻ chân tình và dễ thương như vậy. Dạ thôi cô, nếu cô đã thấy bạn Vi có tố chất là con dâu của cô và phù hợp hơn thì dạ không sao đâu. Cô thấy chưa? Thấy người thấu hiểu cảm xúc của người khác chưa? Biết là mẹ nhà trai đang khó xử lắm. Dạ không, ở đằng sau vẫn có hai bạn rất là dễ thương, biết đâu lại hợp với cô hơn nữa. Thôi thì chắc là những phút nghẹn ngào này Phương Hiếu xin được ngắt lời. Và Phương Hiếu vẫn xin chúc cho cô có nhiều sức khỏe và em cũng luôn luôn mạnh khỏe để chúng ta tìm đến những niềm vui mới, những niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống và luôn luôn thành đạt nha. Một tràng vỗ tay để gửi lời chào đến gia đình số 4. Thưa quý vị, như vậy thật đáng tiếc khi mà một cô gái đã phải rời đi. Chúc mừng em đã ở lại. Và cùng với ba gia đình, chúng ta đến với vòng 2 mang tên Trái tim chân thành.
Ở vòng 2 này, ba cô gái sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim chàng trai. Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, ở vòng 2 trái tim chân thành này, vì cô con gái của gia đình số 3 đã lộ diện, cho nên em cũng chính là người thực hiện phần 2 này đầu tiên. Chúc em may mắn. Mời Tâm xuống sân khấu. Lần đầu tiên hai bạn đứng ở cự ly gần như thế này phải không? Dạ. Con tim còn thổn thức không ta? Anh đẹp trai quá. Đẹp trai quá hả? Dạ. Hồi trẻ anh cũng đẹp trai giống vậy. Em biết mà. Bất cỡ. Rất là mong em sẽ bình tĩnh và tự tin, tại vì Tâm cũng có cảm tình với mình. Dạ. Chứ không phải mình hoàn toàn mình cửa dưới đâu nha, người ta muốn cảm tình với mình. Dạ. Con gái phải giữ giá. Mạnh mẽ lên. Thời gian 3 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Công việc của anh á, là em có coi ở trên clip nãy giới thiệu á, thì em muốn là anh có thể nói thêm lại công việc hoặc là sở thích của anh, hoặc là anh đã thích đi du lịch như thế nào, anh có thích đi du lịch hay không, anh có thích đi phượt không á? Thì công việc của anh thì anh cũng chia sẻ rồi, nhưng mà anh sẽ chia sẻ kỹ hơn xíu nữa. Thì công việc của anh thì anh tốt nghiệp ngành du lịch, thì ra trường thì anh cũng làm du lịch luôn. Thì công việc hiện tại của anh là điều hành tour du lịch của một công ty du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn sở thích của anh thì đơn giản lắm, anh chỉ thích đi dạo nè, người yêu cùng nhau đi dạo phố nè, cùng nhau đi la cà những quán ăn vỉa hè như vậy đó, thì anh thích như vậy. Nói chung những điều đơn giản đó. Em thì thực sự là ở ngoài á, em cũng năng động lắm, nhưng mà hôm nay em lên trên sân khấu em hơi bị khớp á, nên em không biết nói gì hơn nữa. Hôm nay lần đầu tiên mà con biết cô với lại biết gia đình của mình, con cảm thấy rất là vui, và con cũng không biết là hy vọng là mình sẽ có duyên để có thể tìm hiểu, để gặp gỡ nhau, trò chuyện nhau nhiều hơn. Hôm nay con ở trên sân khấu con cũng run quá. Thưa quý vị, thật ra mà nói á, đúng là chúng ta rất là khó nói trong những trường hợp như thế này. Nhưng mà rõ ràng ai trong chúng ta cũng cảm thấy được rằng trong ánh mắt của cô nàng này nè, có những cái cảm xúc. Trong những cái lời nói cũng rất là khiêm tốn, chỉ mong muốn là có thêm thời gian tìm hiểu trò chuyện nhau thôi. Và ngay bây giờ em đừng lo, nếu mà em không xuất chiêu được thì ba em sẽ xuất chiêu. Ngay bây giờ chú hãy giúp con gái của mình thuyết phục gia đình nhà trai, thuyết phục Tâm trong vòng 1 phút vì sao gia đình nhà gái nên chọn con gái của mình và cho phép con gái của mình vào vòng tiếp theo. Chú thuyết phục đi ạ. 1 phút dành cho chú, bắt đầu. Thì nếu mà gia đình đã chọn con gái tôi riêng nó thì cũng sẽ là sẽ dành thời gian nhiều để mà lo cho lắng cho gia đình bên đó, cả gia đình bên này. Dạ. Đôi khi á, mình thấy không, kiểu cái gen di truyền ba cũng khá là ngại ngùng khi mà nói lên cái quan điểm của mình, nhưng tất cả đều đổ dồn vào cái sự chân thành trong từng lời nói. Tôi cũng từng là dâu, hơn ai hết thì tôi cũng hiểu những cái tâm tư tình cảm của người phụ nữ. Tôi không hứa trước điều gì, nhưng chắc chắn một điều, người con dâu của tôi luôn luôn xem như là con gái của mình. Cảm ơn rất là nhiều. Nói gì thì nói, mai mốt mạnh dạn lên xíu, tại vì cơ hội không đến 2 lần nha. Hẹn gặp em trong vòng sau. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta cùng xem cô con gái của gia đình số 1 sẽ tận dụng 3 phút này như thế nào, có như cô con gái của gia đình số 3 hay không. Mời cô con gái của gia đình số 1 xuất hiện tại sân khấu.
có vẻ đi vòng rồi cái mình đỡ ngại ngùng hơn phải không? Mình có thêm năng lượng liền đúng không? Rất là dễ thương và đáng yêu như công chúa vậy. Bây giờ nhớ nha, đừng rụt rè quá, trong tình yêu mà rụt rè quá đôi khi nó sẽ phản tác dụng, cho nên hãy mạnh mẽ lên. 3 phút để thuyết phục chàng trai này nói hết những lời chân tình của mình cũng như thuyết phục nhà trai nha. 3 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Anh chào anh ạ. Chào em. Anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Hấp hức anh. Cảm giác là mình cũng muốn che chở. Dạ. Người con gái như vậy. Anh có thích những cô gái chubby không? Thật sự thì anh không có quá quan trọng về ngoại hình. Dạ. Dạ. Cho em hỏi là công việc của anh thì nãy em có nghe gia đình mình giới thiệu là anh có hay đi công tác đúng không ạ? Dạ. Thì em cũng chia sẻ thì công việc của em là công việc bán trái cây và làm những công việc giống như kiểu là liên quan đến nội trợ nhiều. Thật ra thì trước đây thì em cũng từng đi làm bất động sản và em cũng đã từng đi ra ngoài làm những công việc. Nhưng mà sau một thời gian khi mà em đã trải nghiệm rồi thì em cảm thấy là những công việc nào thật sự là thiết thực chăm lo cho gia đình vẫn là cái điều em muốn hướng tới nhất. Thì nghe những gì em chia sẻ thì anh cảm nhận từ em á là một người phụ nữ của gia đình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ con chào mẹ của anh ạ. Con rất là thích chăm lo và nấu nướng cho gia đình. Đó là một điều con muốn hướng tới. Con chỉ không cần một chàng trai gọi là quá hào nhoáng. Con chỉ cần một chàng trai thật sự là ấm áp và có thể che chở cho con và chân thành, thế là đủ rồi ạ. Em không biết là tương lai như thế nào, nhưng mà nếu mà anh chọn em thì em xin hứa em sẽ là một người vợ ngọt ngào nhất của anh ạ. Bây giờ là lúc mà mẹ sẽ chỉ có thêm vài thông điệp yêu thương nữa. Hãy nâng tầm cảm xúc và dành trọn những tấm chân tình để nói với gia đình nhà trai. Cũng chào bên gia đình nhà trai và cũng sau đây là cũng nói là đó là cái tình thương của cháu và dành riêng cho gia đình, cũng như là trong chăm lo của gia đình có một cái tổ ấm và dẫn tới tương lai là cháu sẽ luôn luôn lúc nào cũng phấn đấu là chồng và gia đình. Dạ, gia đình và chồng con. Xin cảm ơn rất nhiều. Hy vọng vừa rồi em và mẹ đã mang đến thật nhiều cảm xúc và anh thấy gia đình nhà trai cứ gật gù mãi thôi, dường như là trúng tim đen rồi. Chúc cho gia đình của mình may mắn và chúc cho em sẽ quay trở lại trong vòng tiếp theo nha. Một tràng vỗ tay để gặp lại em. Thưa quý vị, không biết quý vị cảm nhận như thế nào, nhưng riêng cảm nhận của Phương Hiếu, các gia đình đã bắt đầu tung chiêu rồi. Để xem cô con gái còn lại của gia đình số 2 sẽ mang đến điều gì. Cùng gặp gỡ diện mạo của cô con gái gia đình số 2. Phải không? Và đó là cái cảm nhận riêng của anh Hiếu. Anh Hiếu bất ngờ thật. Và để xem 3 phút này thì cô con gái của gia đình số 2 sẽ mang đến điều gì chân thành để chinh phục gia đình nhà trai và cả Tâm đây. Vâng, ai đã có lá vé trên tay, chúng ta hãy cùng nhau tới đây để chúng ta dò su. Số gì đây? Giờ đây, Mẫn mới hỏi Đào, Phương Hồng đã có ai vào mà hay chưa? Mẫn hỏi, thì Đào xin thưa, Phương Hồng đã có mà chưa mà ai vào? Hôm nay tới với mà chương trình, tham gia đại chiến thật là mà vui tươi. Còn số 10 vô, còn số 10, số gì đây? Cờ gà con mấy
con mấy gì gà. Cuộc đời là tia nắng ấm vòng tay em xanh ước mơ. Ngày là ngày qua phố đêm nắng mưa rào 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 nhớ. Ơi cuộc đời như nghè lá hoa, đêm tay nắm tay vàng tháng qua. Còn số ba, còn số ba, còn số ba, còn số ba. Anh ơi, nếu như lỡ mẹ anh loại em vòng này thì phải làm sao luôn. Xin tí nương dừng cho mà hiểu cho, cầu nương nhị cuộc đời cho đồng. Dù lối chi cũng là dâu, công sanh và công dưỡng nuôi. Mai cũng nhờ ơn trên mà thái nương, 18 năm nuôi con giùm ta. Ơn sâu đó em quên sao đành, bàn phi lái lai hiểu cho lòng nhau. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Nè em hỏi anh nè, anh thích ăn cháo không? Không thích ăn cháo hả? Nhưng mà anh phải thích thì em mới làm được tiếp tục. Anh có thích không? Hôm nay ăn bát cháo lòng, em ăn hết cháo để lòng mà thương anh. Anh ơi đừng có lăng nhăng, chỉ cần anh có em đây mà được rồi. Lên lại đi anh, cho em xì gà. Em thả thính nhưng mà em kiểu như em ít văn học quá cho nên em dùng âm nhẹ. Thì hy vọng là âm nhạc của em đủ âm hưởng để cho anh quen em. Thật ra là âm nhạc của em á, nó rất là âm sắc luôn á. Dạ cảm ơn anh. Và nó làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Và dĩ nhiên khi mang tiếng cười cho người khác và mang niềm vui cho người khác cũng là một trong những công việc cực kỳ yêu đời và dễ thương, phải không ạ? À? Hiếu xin không bàn về cảm xúc và cũng không hỏi tâm về cảm xúc khi mà thấy con gái của gia đình số 2, Happy Bully, xuất hiện tại đây. Nhưng mà ngay bây giờ thì mẹ phải ra sức thuyết phục nhà trai để giữ con của mình lại. Nha mẹ nhé, một phút dành cho mẹ bắt đầu. Dạ, em cũng rất mong gia đình bên đàn trai là yêu thương con gái em, vì con gái của em nó rất là dễ thương và rất có nhiều tài. Bé biết nấu ăn và con cũng rất đam mê sân khấu. Nhưng mà tất cả mọi thứ là con trân trọng và yêu thương chăm sóc gia đình là nhiều nhất. Em cũng có một gia tài để cho con làm của hồi môn ạ. Sau này con cũng ổn định gia đình hơn trong tương lai. Dạ, cảm ơn mẹ rất là nhiều. Thưa quý vị, người con trong nhà thì quyết định mang tài năng của mình, mang lời ca tiếng hát của mình để mang lại niềm vui cho gia đình nhà trai và anh chồng tương lai. Và mẹ thì quyết định mang đến cái sự cam kết, đó chính là về cái sự ổn định cuộc sống tương lai sau này. Thật sự cái quan điểm của mỗi người về việc chấp nhận giới tính á, nó còn là một điều tùy vào nhận thức và tùy vào sự chấp nhận của các gia đình khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chào đón những điều đó ngay tại sân khấu này. Chúng ta có quyền sống với sự yêu thích của mình, có quyền sống với bản dạng giới của mình. Còn lại, hãy để người lớn quyết định. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Và cảm ơn một tiết mục rất là dễ thương, thật sự mà nói, và đã mang lại nhiều tiếng cười cho cả khán phòng ngày hôm nay. Mời em vào trong. Sao bây giờ ba cô gái đã cùng tận dụng thời gian để chia sẻ với em rồi. Anh tin chắc là em cũng có nhiều nỗi lòng khác nhau. Tuy nhiên bây giờ không được nói gì cả về vị trí của mình, để cho gia đình quyết định. Thưa quý vị, để xem là ngay bây giờ gia đình nhà trai sẽ đưa ra quyết định khó khăn như thế nào. Giữa ba gia đình của nhà gái sẽ có một gia đình tiếp tục bị buộc dừng cuộc chơi. Thời gian hội ý dành cho gia đình nhà trai bắt đầu. Gia đình nhà trai dường như đã có kết quả. Và ngay bây giờ hãy cùng xem
quyết định khó khăn tiếp theo mà họ phải đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Buộc dừng cuộc chơi đối với một gia đình là ai? Xin mời kết quả của gia đình nhà trai. Mời mẹ. Tôi loại gia đình số 2. Lý do vì sao thưa mẹ? Tôi thấy bé nhà chị đam mê nghệ thuật dữ lắm. Dạ, tại vâng thấy ạ. Bé ca, bé hát diễn cũng rất là tốt. Dạ. Nhưng mà em bé rất là tăng động. Dạ. Quá là tăng động. Đôi lúc thì trong cuộc sống mình cũng cần những niềm vui. Dạ. Cứ mang niềm vui tiếng cười cũng rất là tốt chứ không phải là không. Dạ. Nhưng mà bé Tâm đi làm về mà mệt mỏi mà lúc nào cũng tăng tăng như vậy hoài. Chắc con tôi chết mất. Thêm một điều nữa mà ngành nghệ thuật đó, dạ, thay bé của bé làm đó thì sẽ có những lời ra tiếng vào điều tiếng không hay. Nhưng rất tiếc đã bị loại rồi. Hồi nãy có một câu mà Hiếu cảm thấy chạnh lòng, đó chính là những người làm nghệ thuật thì gần đây có những điều tiếng không hay. Có lẽ là chúng tôi cũng không có những ý kiến phản bác, cũng không trách móc gì. Mà với những người làm nghệ thuật, chỉ mong muốn là tiếp tục nỗ lực và cống hiến thôi, để lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt của công chúng. Đó chính là điều mà những người làm nghệ thuật sẽ làm. Và đó là quyết định của nhà trai, chúng ta không thể nào thay đổi được. Và Hiếu chỉ đắn đo là không biết có phải do giới tính của em mà gia đình đưa ra quyết định như vậy hay không, hay chỉ đơn giản vì công việc của em, thưa mẹ. Thật ra ở cái xã hội này á, cái việc giới tính như vậy cũng rất là bình thường. Dạ. Không còn xa lạ gì hết. Mà cái vấn đề ở đây là em ấy làm bên nghệ thuật. Nghệ thuật thì đòi hỏi cái thời gian rất là nhiều, thâu đêm suốt sáng. Mẹ đắn đo điều đó phải không ạ? Đúng rồi ạ. Như vậy thì Hiếu cũng chịu thôi. Và Hiếu cũng không có phân minh phân bua gì cả. Như Hiếu nói đó, bây giờ chỉ biết gỡ gạt hình ảnh đẹp trong mắt công chúng bằng nỗ lực thật sự, cống hiến thật sự của những người làm nghệ thuật. Và đó là quyết định của mẹ, chúng tôi tôn trọng. Và mời cô xuống sân khấu ạ. Hồi nãy em có nghe nhà trai nói không? Dạ. Do là giới nghệ thuật gần đây điều tiếng cũng không có hay. Dạ. Cho nên đó là lý do gia đình nhà trai loại, chứ không phải vì bất kỳ cái điều gì khác. Ờ, cho em nhưng nói mà cũng vì luôn. Cái sự tăng động chút xíu nữa đó. Dạ. Anh nhắc nhẹ là cũng hơi tăng động. Cô sợ là về tăng động quá rồi con cô nó bị biến động về tâm hồn. Dạ. Cho em nói một chút được không? Được. Cái vấn đề đầu tiên là cô nói là giới nghệ thuật của tụi con là tụi con đều đi lên bằng những cái bước, từng bước, chứ không có phải là tụi con làm scandal để tụi con nổi tiếng hay là tụi con như thế nào. Tại vì ở đâu cũng vậy, phải có người tốt, người xấu. Còn đối với cô thấy nãy giờ con diễn để đó chỉ là một cái bề mặt nổi của con thôi. Còn thật ra cái công việc chính của con vẫn là đầu bếp. Anh rất cảm ơn em đã nói lên nỗi lòng của mình. Dạ. Đúng như Happy Bully nói á, đôi khi bạn chọn cách thể hiện ở bên ngoài nó thật tưng bừng, thật vui vẻ để che đi những cái nỗi buồn bên trong. Thử hỏi đối với những người như Happy Bully, đối với những người muốn sống thật với giới tính của mình, thì nếu các bạn không gây sự chú ý bằng một cái hình thức như thế này thì có ai chú ý các bạn hay không? Cho nên đó là cách mà các bạn lựa chọn để nhận được sự chú ý, để có công việc làm, để kiếm sống bằng công việc chân chính. Và các bạn khi lột bỏ hết lớp trang điểm, những phục trang lòe loẹt nổi bật như thế này, để rồi quay trở về là một người con của mẹ, là một người đầu bếp giỏi nấu ăn. Hiếu nghĩ rằng ai cũng có lý do để chọn công việc mình làm cả. Và anh tôn trọng việc Happy Bully đến đây với hình thức tự tin như thế này, đến đây để chia sẻ câu chuyện của mình, và đáng được sự cảm thông và đồng cảm của tất cả mọi người. Một tràng pháo tay. Và dĩ nhiên Hiếu rất tự hào về cô có một người con như vậy. Và chúc Happy Bully hãy luôn luôn giữ cái nguồn năng lượng đó, luôn luôn phát huy cái tài năng của mình, mang lại tiếng cười cho mọi người. Chỉ cần chắc chắn như thế thôi thì sớm muộn gì em cũng sẽ tìm thấy một người thật sự đồng cảm và mong muốn gắn kết với mình. Chúc cho hai mẹ con luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Tất tiếc. Xin mời.
Thưa quý vị, một lựa chọn khó khăn nữa đã được gia đình nhà trai đưa ra. Và như vậy, từ 4 gia đình nhà gái tham gia chương trình ngày hôm nay, chỉ còn 2 gia đình, và chúng ta cùng đến ngay vòng quyết định của chương trình Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của 2 cô gái còn lại sẽ đem đến chương trình 2 kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất, khi gia đình của 2 cô gái kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con gái của họ xứng đáng được gia đình chàng trai lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình chàng trai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, chọn gia đình cô gái nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, chàng trai của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ biết được lần lượt từng món báu vật mà các gia đình nhà gái mang đến đây là gì. Mời báu vật của gia đình nhà gái đầu tiên, xin mời. Xin chào người đàn ông bí mật. Hiếu xin được phép mở. Và đó chính là bạn rất là nhiều. Mời bạn chuẩn bị cho một món quà tiếp theo. Thưa quý vị, đây là một quyển sách có đề tựa là Làm chủ quán cà phê. Và đang dùng chiến thuật gì đây thì chỉ có gia đình nhà gái số 1 mới có thể giải bài mà thôi. Trước khi trình báu vật, mời nhà trai chúng ta cùng di chuyển xuống sân khấu. Và bây giờ tôi sẽ trao lại báu vật cho gia đình nhà gái để chúng ta cùng lắng nghe thông điệp và mong muốn gửi gắm là gì nha. Dạ đây em cầm đi. Con rất là bất ngờ luôn cô. Cô mang đến đây là Làm chủ quán cà phê. Một quyển sách rất là dễ thương. Chắc chắn có một cái thông điệp nào đó ẩn chứa bên trong. Con dành thời gian lại cho cô để cô trình báu vật với gia đình nhà trai nhé. Dạ xin mời cô. Xin chào gia đình nhà trai. Và đây là một báu vật mặc dù nó rất là đơn sơ nhưng mà nó ẩn chứa đựng trong này rất là nhiều những cái bí mật của một gia đình. Nếu con trai cô mà yêu thương con gái tôi, có sẵn sàng cùng với con tôi để quản lý cái cà phê nhỏ này không nữa? Dạ. Yeah. Nghĩa là mình trao gửi lại cái quán luôn phải không ạ? Dạ, dạ đúng rồi. Đó không chỉ là một cái quán cà phê nhỏ nhỏ, đó còn là tâm huyết của gia đình. Đó còn là sự gửi gắm trách nhiệm để tiếp tục công việc gia đình dành cho thế hệ tiếp nối. Để xem gia đình nhà gái còn lại mang đến đây món báu vật gì. Xin mời người đàn ông bí mật. Mỗi món báu vật là có một giá trị ha. Thứ cũng mở ra báo vật này to hơn. Và món báo vật của gia đình nhà gái số 2 đó là một đôi đũa. Lại là một thông điệp ẩn chứa gì đây? Vâng, xin gửi lại cho em và chú. Bây giờ thời gian dành cho chú trình báu vật này với gia đình nhà trai, nó ẩn chứa ý nghĩa gì mà chú muốn gửi gắm? Xin mời chú. Ý nghĩa của cặp đôi đũa này là cô gái tôi sẽ về chung một mái nhà và có đôi có cặp với bên nhà, với con trai của chị cũng có đôi có cặp
để xây dựng lên một ngôi nhà hạnh phúc, đầy đủ ấm no. Tôi chỉ mong muốn là gia đình nhà trai tiếp như là tiếp nhận báo vật của tôi. Dạ. Thưa quý vị, ẩn chứa trong đôi đũa này đó chính là sự cam kết về sự đồng hành cùng nhau. Tại vì rõ ràng là Hiếu hiểu gia đình nhà gái đang biết cái nỗi lo của gia đình nhà trai, đó chính là sợ những người con, đặc biệt là con trong nhà, đi ở bên ngoài hoài, rồi không còn thời gian ở cạnh nhau để gần nhau và đồng hành cùng nhau nữa. Cho nên đã mang đến một món báu vật là đôi đũa để chứng minh rằng sẽ luôn luôn có đôi, có cặp, luôn luôn song hành cùng nhau và tạo nên những điều ý nghĩa và hạnh phúc. Một thông điệp rất hay mà gia đình nhà gái đã mang đến. Lựa chọn là gia đình nhà trai thôi, nhưng bây giờ mới là lúc mà chúng ta hãy hết sức chú tâm. Qua thông điệp mà chúng ta đã gửi gắm vào hai món báu vật rồi, thì ngay bây giờ hai gia đình nhà gái phải ra sức thuyết phục gia đình nhà trai vì sao nên chọn con gái của tôi. Thời gian dành cho hai gia đình nhà gái bắt đầu. Xin chào bên họ nhà trai. Nếu mà chọn con gái nhà tôi, các cháu nó có một cái mái ấm rất là hạnh phúc. Cái thứ nhất là cháu nó ở nhà, tuy nó có buôn bán hai thứ nhưng nó cũng ở nhà quản lý toàn bộ bằng camera. Ví dụ như nếu có con có cái nấu ăn trong một gia đình vẫn quán xuyến được tất cả gia đình tất cả luôn ạ. Và cũng còn nhân viên nữa đó. Còn nếu mà chọn bên về bất động sản thì tôi nghĩ thôi nha, đó là tương lai tôi nghĩ thì chưa chắc đã hạnh phúc. Là thứ nhất là cái quỹ thời gian, cháu có thể không thể, đó là bất động sản về thì cháu sẽ thể không thể mà lo lắng cho gia đình được toàn vẹn được đó. Còn cái thứ hai nó là tôi đã từng làm bất động sản và cũng đã từng lung lay gia đình vì bất động sản, đã phải đi này chỗ này đi chỗ kia, giao tiếp chỗ nọ chỗ kia, nhất là với những người cần mua đến mảnh đất lớn với đại gia hoặc với những các cái gì đó của thì không thể như vậy được đấy. Và em xin nói thêm là bạn bên này hồi nãy thì theo em có theo dõi thì khi mà bạn đứng với lại anh thì bạn rất là rụt rè, và nếu mà một người vợ mà rụt rè như vậy, lỡ đâu gia đình có xảy ra chuyện gì thì liệu là bạn có giải quyết được cái vấn đề đó hay không? Anh thấy thế nào? Cũng chưa chắc đâu, thì nó nói là chính chuyên không là chính nghề. Mình làm bất cứ gì cũng vậy, mình cũng phải là dành cho thời gian cho gia đình nhiều. Thế đâu phải chưa chắc là bên đó là buôn bán và như là buôn hàng đã vậy thôi, là hai cửa hàng làm sao mà quán xuyến nổi. Nếu mà quán xuyến nổi là nếu quán xuyến nổi là không có thời gian đó. Còn như con gái tôi đồng ý là nó đi, nó làm về bất động sản đi đây đi đó, nhưng mà nó làm trong giờ hành chính không à, những giờ thời gian còn lại nó sẽ dành cho gia đình, cho lo gia đình nhiều hơn. Con chuyện nó hiền lành tự do là một cái bản tính đó, hiền lành với gia đình là vẫn tốt hơn, đúng không? Còn đi ra ngoài thì nó phải là làm ăn, nó phải xã giao này kia kia nọ thì đâu có mà Nhưng mà tôi cũng thưa với họ nhà trai như này, nếu là con gái tôi mà nó quán xuyến trong một cái đó là gia đình có nền tảng từ đó, là một cái quán cà phê, nhưng mà quán cà phê nhỏ trong một cái gia đình thì chắc chắn nó sẽ quản lý được đầy đủ hết. Thế nhưng nếu đi ra ngoài rồi, nó ra khỏi một cái gia đình rồi, thì tôi cũng đã từng làm như bất động sản như con gái của bên anh, thì tôi cũng đã từng lung lay gia đình nhiều lần chứ không phải một lần. Thế nhưng mà đến giờ này tôi giữ được là chẳng qua tôi quay lại với gia đình và tôi chăm cháu được đến ngày nay cũng không phải đơn giản tí nào đó. Và hơn nữa là con gái anh nếu mà làm bất động sản mà nó lại nhút nhát như vậy thì chắc chắn rằng thì một lúc nào đó cũng có những cái không thể lường được trước những cái mà... Không phải con gái tôi nó nhút nhát đâu. Tại vì nó lần đầu tiên nó gặp bên gia đình đằng trai, nó có chút ngại ngùng. Nhưng mà là cái chuyện mà nó quán xuyến gia đình đó, rất là giỏi, rất là tốt. Còn mà chị nói cái rủi ro trong nghề nghiệp thì nó... Tôi là người làm bậc làm cha làm mẹ nó cũng phải khuyên nó, phải nhắc nhở nó từng giây từng phút là không thể nào mà để xảy ra chuyện. Con xin thêm một chút ý kiến
của con được không ạ? Là hồi nãy là con đang ở có một cảm xúc nó thay đổi đột ngột quá. Là hồi nãy con đang rất là buồn, tại vì thật sự là con rất là mến. Rồi sau đó thì lại được gia đình bên anh Tâm đã giữ con lại, thì làm con từ một cái cảm xúc đang rất là buồn thì lại qua một cái cảm xúc rất là vui, làm con gần như là nó quá dồn dập, làm con hơi bị khớp chứ không phải là con quá nhút nhát. Với lại thêm con nói thêm về công việc của con. Thực sự là công việc bất động sản á, là công việc cũng là một công việc nhân viên kinh doanh văn phòng. Con làm việc là 8 tiếng và con đi gặp gỡ với lại khách hàng làm việc thì nó vẫn có sự khoảng cách giữa người khách và cái người môi giới. Cho nên là con đi không phải chỉ có một mình con, mà con còn đi có cả các bạn đồng nghiệp nữa. Và cái việc mà có một cái tình cảm nào hay không á, thì nó là cái cảm xúc bên ngoài, và không thể nào mà nói là vì công việc mà giao tiếp nhau, vừa gặp nhau mà yêu thích thì nhất là người phụ nữ mà đã có gia đình rồi thì là mình phải biết mình có sự khoảng cách. Thì cô cũng ngắt lời nè, ví dụ như là con nói vậy thì đó là biện luận cho con với những cái điều mà con đã có trong con rồi. Nhưng gia đình nhà trai, gia đình bên trai họ yêu cầu là thứ nhất, người phụ nữ làm sao không phải là bây giờ như là ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con làm đó, hoặc là ví dụ như là về nhà chồng là phải vợ chúa chồng tôi, không có bây giờ. Nhưng mẹ chồng rất là thông cảm với những điều mà các con đi làm ngoài đường, nhưng người vợ là luôn luôn lúc nào cũng phải canh cánh là theo yêu cầu của gia đình, là phục vụ gia đình là chủ yếu, con cái một chồng đi làm được rồi, xa nhà được rồi, nhưng lúc nào cũng người vợ lúc nào cũng phải tương tất ở gia đình để phục vụ con cái với lại gia đình đó. Thì ví dụ như Ngân đây có một quán cà phê nhưng tại gia đình luôn, như con thì con lại đi giao tiếp ngoài đường. Đúng là giao tiếp không phải lúc nào cũng là có một mình con, không phải lúc nào cũng có hai người, và lúc nào cũng không phải có là một cái văn phòng, không bao giờ có. Đó là cô đã từng đó, nhưng mà cô chưa sa ngã. Đó là cũng may mắn được về kéo lại một cái gia đình bây giờ có Ngân đây. Xin phép chị, có phải là chị nói là cái bên nhà trai ha, rồi sẽ về có thể là cùng quán xuyến cái quán cà phê của con chị à, các chị. Nhưng mà trong cái điều kiện cái gia đình bên nhà trai nói là cần cái sự chăm sóc gia đình, trong như là nội bộ gia đình, chứ không phải là để mà quán xuyến chung với gia đình chị ha. Với phần về đó là con gái tôi, dù sao á con trai nhà trai em đó cũng thích con gái tôi. Nhưng mà cái thích của Tâm thì đó là bên họ nhà trai, nhưng mẹ chồng luôn luôn lúc nào cũng nói là trung hậu đảm đang, đó là người con gái đó có. Cái nhưng đó mà là chị riêng nói bên con gái anh thì lại nói là đầu tiên thì rất là cứng nhắc, đúng không? Không thể thuyết phục mà cũng không được, là thôi, hoặc là hai người phải đồng hành cùng trên con đường để về sự nghiệp của mình, chứ còn không phải là thiên về gia đình. Tức là ý của mẹ con đây là tức là muốn anh và con cùng nhau gọi là cộng cam cộng khổ đấy ạ, chứ không phải là bắt anh phải về để quản lý quán cà phê hay trái cây. Chú biết rồi, nhưng mà cái đó là việc về là hai chồng đã về sống chung làm ăn thì mới tính đó chuyện đó. Còn bây giờ hiện tại nè, chú nói là cái sở thích của Tâm là đang là thích con gái chú hơn. Dạ. Đó, đúng không? Cái vấn đề, đúng không? Nè, cái vấn chú đề nói mà, nghe nè. Con nói chú nghe, cái vấn đề cảm xúc á thì mình nên tôn trọng. Nhưng mà khi về gia đình, cảm xúc và cái tình cảm gia đình nó sẽ thiên về khác nhau. Vợ chồng không phải là dựa trên cảm xúc, là yêu nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt là yêu nhau, mà phải dựa trên những cái gọi là tinh thần cùng nhau cố gắng là nuôi dạy con cái. Con là một người phụ nữ như vậy. Thì em không biết là anh Tâm có tin vào tiếng sét ái tình không ạ? Tại vì khi mà lần đầu tiên em vừa nhìn thấy hình ảnh của anh á, là em có cảm thấy là hình như đây là người mà mình đã tìm kiếm từ hai mươi mấy năm. Người mà mình đã tìm kiếm từ hai mươi mấy năm. Bây giờ mình đã tìm được rồi. Cho nên là khi mà hồi nãy á, khi mà mình bị loại á, là em cảm thấy là sao vậy? Sao kỳ vậy? Nhưng mà xong sau đó anh Tâm cũng nói là anh Tâm mến con và gia đình mình cũng giữ lại con, thì con cảm thấy rằng con tin rằng đây có thể đây là một cái duyên phận. Con người ai cũng vậy hết, sẽ có mặt
ưu điểm và khuyết điểm. Nếu như mình yêu thương nhau thật, mình muốn vun đắp cho thành một gia đình thật, thì mình sẽ lấy cái ưu điểm đó phục cái khuyết đó. Và cái khuyết thì có thể từ từ mình cũng có thể khắc phục sau cũng được. Vâng, hết thời gian dành cho hai gia đình rồi. Và thưa quý vị, chúng ta dễ dàng nhận thấy cái chiến thuật của hai gia đình. Hiếu gọi là chiến thuật tại vì họ quan sát rất là kỹ gia đình đối phương, nhớ rất là kỹ những chi tiết mà họ cho rằng con gái của nhà họ nổi bật hơn. Và gia đình của mẹ số 1 đã có sự tấn công dồn dập, và ba của gia đình còn lại cũng rất là nỗ lực, nhưng mà đàn ông mà thật thà nhiều khi là đuối lý và chỉ biết là chị. Nhưng mà rồi cô con gái đã tinh ý dùng chính cái sợi dây tình cảm là cái mối liên kết duy nhất đã khiến gia đình nhà trai bắt buộc dù đã lỡ loại nhưng vẫn giữ mình lại để thuyết phục gia đình nhà trai. Thưa quý vị, chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi để xem sau màn song đấu của hai gia đình nhà gái thì kết quả sẽ như thế nào. Hiếu tin rằng là bên nào cũng có lý hết, phải không mẹ? Bên nào cũng có lý, không bên nào hạ bệ bên nào, mà chỉ là nói ra cái sự quan ngại về công việc, về tính cách của con gái nhà đối phương dành cho mình thôi. Điều đáng quý có ai trong cuộc sống này mà cảnh báo mình, nhắc nhở mình trước những cái điều mình có thể gặp phải và không may trong cuộc sống không? Phải không? Vậy thì bây giờ hãy tỉnh táo để lựa chọn và cho Hiếu biết gia đình nhà trai chúng ta sẽ đưa ra quyết định cho phép thành đôi giữa con trai mình với cô con gái của gia đình số mấy. Nếu như Tâm đồng ý với lựa chọn của gia đình, sau tiếng đếm 1, 2, 3, Tâm sẽ bước lên trên sân khấu đó để cùng nắm tay cô gái. Như vậy là màn kết hợp tác thạch. Còn nếu như Tâm không đồng ý với lựa chọn của gia đình mình, em có quyền ngồi tại chỗ. Ngay bây giờ, gia đình nhà trai thân mến, mẹ, hãy cho Hiếu biết cô gái của gia đình số mấy là cô con gái mà gia đình mình tác hợp cùng với con trai nhà mình. Gia đình số mấy, thưa mẹ? Mẹ chọn gia đình. Của anh đây ạ. Gia đình số 3, chúc mừng! Tại vì sao mẹ? Trước tiên để mình chia sẻ gia đình số 1 nha. Bé gái nhà chị em thấy đúng chuẩn mà đúng chuẩn mực của người phụ nữ luôn. Bé rất mạnh mẽ và kiên cường lắm. Để làm chủ một quán trái cây và một quán cà phê không phải là chuyện đơn giản. Và bé cũng bỏ ra một khoảng thời gian để trao dồi kinh nghiệm bên ngoài. Còn bé Tâm nhà em á thì sống tình cảm lắm. Bé luôn muốn cái mẫu người vợ mà để được chở che và yêu thương. Còn bé gái nhà chị quá kiên cường. Cho nên là mẹ quan ngại phải không? Dạ đúng rồi ạ. Sợ con trai mẹ bị ăn hiếp chứ gì. Cho nên là nghẹn ngào. Thì đây cũng là nỗi lo mà có thể dễ dàng thông cảm được cho nhà trai. Mặc dù nhà trai vẫn muốn một cô gái chăm lo cho gia đình, quán xuyến tốt vì gia đình. Tiếc quá mẹ ha. Thật sự thì cũng rất thích con gái của chị ngay từ đầu luôn á. Rất là thích lắm luôn. Dạ. Nhưng mà thật, còn chuyện tình cảm thì phải để bé Tâm nữa. Vậy thì mời cô gái của gia đình số 1 tiến ra sân khấu ạ. Ôi, anh Hiếu rất là tiếc luôn. Tại vì anh Hiếu thấy cái sự nỗ lực của em trong phần hai gia đình mình song đấu với nhau á, em đã rất nỗ lực và đưa ra rất nhiều lý lẽ chỉ với mong muốn duy nhất, đó chính là thuyết phục gia đình nhà trai chọn mình thôi. Và em đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu là một cô gái dành cho gia đình, chỉ ở vòng vòng trong nhà, quán xuyến việc gia đình thôi. Nhưng rồi phút cuối cùng lại vẫn không được chọn vì mình đã quá mạnh mẽ để bảo vệ những lý tưởng đó. Em thấy như thế nào về quyết định của nhà trai? Dạ thì nói chung là ai cũng có một cái suy nghĩ riêng thôi, nên thành ra là người ta kêu là mọi thứ nó là duyên số rồi. Dạ. Thì em cũng rất vui khi ngày hôm nay em được đến chương trình gặp gia đình của anh và gặp tất cả mọi người. Đó là một cái điều gọi là em rất là vui sau cái mùa dịch như thế này ạ. Thật sự đây là em coi tất cả trường quay mình như một cái gia đình. Em thấy cảm giác rất là ấm áp khi mà đến trường quay ạ. Chúc cho em sẽ có nhiều sức khỏe và đặc biệt là mình xuống đây cùng
mời mẹ và mời mẹ xuống đây cùng với Hiếu được không ạ? À? Đây ạ. À. Mẹ, mẹ có một cô con gái tuyệt vời. Thật sự mà nói, Hiếu vẫn luôn hoan nghênh những người con gái bản lĩnh và kiên cường trong cuộc sống. Và chính sự kiên cường của người phụ nữ mới tạo nên những người phụ nữ hiện đại ngày nay, chu toàn việc nhà nhưng vẫn đảm đương việc bên ngoài. Chúc hai mẹ con thật nhiều sức khỏe và em sẽ sớm tìm được hạnh phúc. Và một tràng vỗ tay để gửi lời chào đến gia đình số 1. Cảm ơn mẹ. Thưa quý vị, đó là lựa chọn của gia đình nhà trai. Vậy thì chơi gì nữa? Mời cô gái đã được lựa chọn của gia đình số 3 tiến ra sân khấu. Xin chúc mừng. Ngày hôm nay em là cô gái tuyệt vời nhất. Tại vì sao? Đã được gia đình nhà trai lựa chọn. Nhưng bây giờ để xem liệu rằng cái chàng trai á mà có cảm xúc với em, năn nỉ gia đình giữ em lại sau khi nghe màn song đấu của hai gia đình thông gia rồi, có thay đổi suy nghĩ hay không? Quyết định bây giờ đang đổi dồn vào tâm. Rất mong là ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp. Em cũng mong như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Nào, Tâm, hãy lắng nghe con tim mình và cho chúng tôi câu trả lời. Một. Hai. Ba. Để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em hy vọng là mình sẽ có một happy end. Hy vọng là sẽ có một happy ending quý vị ạ. Còn Tâm muốn nói gì với cô nàng dễ thương này? Thì thật sự thì ban đầu thì anh có rất là nhiều cảm tình với em. Và sau một khoảng thời gian, mặc dù mình không có tiếp xúc quá là nhiều, nhưng mà anh cảm nhận từ em cái sự chân thành. Và đó là những điều mà anh tìm kiếm, một người phụ nữ mà để anh có thể che chở, cũng như là cố gắng trong công việc để xây dựng một cái mái ấm gia đình. Dạ. Ba ơi, ba. Ba ơi, ba nghĩ như thế nào bây giờ con gái của ba đấy đã được một bàn tay của một chàng trai khác dìu dắt trên bước đường sắp tới, ba mừng không ạ? Ba rất là mừng và rất là vui và rất là hạnh phúc khi có một người con trai mà lấy được con gái mình, một người đàng hoàng, tử tế, hiền lành. Đó là rất là vui. Xin mời hai gia đình chúng ta cùng bước ra giữa sân khấu để chào khán giả nha. Xin mời hai em. Vô đây à. Dạ. Một lần nữa xin chúc mừng cho hai gia đình. Chúc mừng cô đã tìm được một cô gái mà cô ưng ý nhất, cả về ngoại hình, cả về tính cách và cả về nền tảng gia đình. Cũng chúc mừng chú đã đến đây và tìm được một mảnh ghép yêu thương mà con gái của chú đã rung động ngay từ đầu. Như cô em nói là tiếng sét ái tình đó, đúng không chú? Điều này rất là tuyệt vời. Chúc hai em sẽ có những khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật là lý tưởng. Và như em nói, chương trình cũng mong chờ đó chính là một cái happy ending, một cái kết hạnh phúc của cặp đôi này. Thưa quý vị, đừng quên đón theo dõi chương trình Thông Gia Song Đấu vào khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng tôi luôn luôn sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc thật tuyệt vời và dễ thương như vậy. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.